Vâng thì xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới, và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Tin cực kỳ khẩn cấp, ông Tập Cận Bình toát hết mồ hôi khi hôm qua Hải quân của nước Anh nổi đóa cho phóng tên lửa bắn cháy 3 máy bay Trung Quốc ở Biển Đông để trả đũa chính quyền Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng của nước Anh cũng là hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày hôm qua, một tàu chiến cỡ lớn mang theo rất nhiều tên lửa dẫn đường đã rẽ sóng tiến vào Biển Đông để thực hiện việc tự do hàng hải, đồng thời tuần duyên tuần tra quanh vùng biển này theo lịch trình đã ký kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Tuy nhiên, khi nó đi qua 7 hòn đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông, thì bất ngờ bị 3 máy bay do thám J-11 và J-15 của phía Bắc Kinh bay lượn xung quanh con tàu chiến của Hải quân Anh để uy hiếp, đồng thời ra tín hiệu cảnh báo, xua đuổi con tàu chiến nói trên, không được đi vào phạm vi 12 hải lý quanh các quần đảo nhân tạo mà phía Trung Quốc đang cho đồn trú ở ngoài Biển Đông. Và nhận thấy điều nguy hiểm nói trên, tàu chiến của Anh đã cho bẻ lái để đi về một cảng biển ở Malaysia. Nhưng thật bất ngờ, 4 chiếc máy bay do thám nói trên của phía Trung Quốc vẫn đeo đuổi, bám theo để theo dõi, đồng thời chúng định chĩa súng bắn đạn thật lên phía tàu của Anh. Nhận thấy sự nguy hiểm đang bủa vây, một đô đốc chỉ huy của chiến hạm Anh đã quyết định cho thủy thủ đoàn phóng liên tiếp 6 quả tên lửa, thiêu rụi 3 chiếc máy bay J-11 của phía Trung Quốc. Thấy sự nổi đóa của Hải quân Anh, một chiếc máy bay J-15 còn lại của phía Bắc Kinh đã cho tháo chạy, tàu thoát mất. Thưa quý vị, ngay sau đó hãng tin Reuters đã trích dẫn lời người phát ngôn Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết tàu khu trục cỡ lớn của chúng tôi được trang bị rất nhiều vũ khí khí tài hiện đại bậc nhất trên thế giới. Được biết, nó còn chở theo rất nhiều tên lửa tầm trung, tên lửa diệt hạm để tiến vào Biển Đông là để tuần tra tuần duyên vùng biển này theo đúng cam kết với cả đồng minh Mỹ và Nhật Bản. Chúng tôi nhận thấy rằng trong thời gian vừa qua, Biển Đông đang có những diễn biến hết sức phức tạp, mà nguyên nhân chính gây ra đụng độ trên không ai khác ngoài phía Trung Quốc. Và đúng như nhận định, hải quân của chúng tôi đã tận mắt chứng kiến sự nguy hiểm nói trên mà phía Trung Quốc đang gây ra với cả hải quân của Anh. Bộ trưởng Quốc phòng của Anh có vẻ rất tức giận khi ông tiếp tục nói rằng, chúng tôi cảm thấy rất bất bình với phía Trung Quốc vì tàu của chúng tôi có quyền thực hiện tự do hàng hải ở ngoài Biển Đông. Chúng tôi có nghĩa vụ và sứ mệnh bảo vệ tuyến hàng hải của thế giới. Chúng tôi xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng Biển Đông là vùng biển chung của thế giới. Vậy cớ làm sao phía Trung Quốc lại có quyền đòi hỏi đem máy bay, bắn đạn thật uy hiếp, ngăn cản tàu của chúng tôi? Biển Đông có phải là của riêng Trung Quốc đâu mà họ lại bành trướng như vậy? Vì những điều vô lý và sai trái nói trên, chúng tôi đã quyết định cho phóng tên lửa bắn hạ 3 máy bay của phía Trung Quốc. Một là để cảnh báo, răn đe phía Bắc Kinh. Hai là Hải quân Hoàng gia Anh muốn gửi một thông điệp cứng rắn tới chính quyền của ông Tập Cận Bình rằng chính phủ của Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, bành trướng, ngông cuồng, coi trời bằng vung ngay lập tức. Nếu không, Bắc Kinh sẽ phải nhận một kết cục được cho là đau thương. Thưa quý vị, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam của phía Trung Quốc cho biết, ngay sau khi tàu chiến của Anh phóng tên lửa bắn cháy 3 chiếc máy bay quân sự của chính quyền Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh đã trực tiếp lên tiếng chỉ trích, phản đối gay gắt hành động gây chiến của Hải quân Anh. Và trong một tuyên bố vào ngày hôm qua, bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, chúng tôi kịch liệt phản đối hành vi gây hấn trên của phía Hải quân Anh ở Biển Đông, nhất là việc tàu chiến của Anh bắn rơi 3 chiếc máy bay không quân của Trung Quốc. Hành động trên của Anh là không thể nào chấp nhận được. Chúng tôi đang cho tiến hành điều tra và xác minh, đồng thời lên phương án sẵn sàng đáp trả Hải quân của Anh một cách mạnh mẽ nhất. Chúng tôi yêu cầu Anh và các nước đồng minh thân cận của Anh như Nhật Bản và Mỹ phải tôn trọng vùng biển của Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh còn mạnh miệng tuyên bố rằng, lịch sử 2.000 năm về trước đã minh chứng các quần đảo lớn bé ở Biển Đông đều là của Trung Quốc. Chúng tôi quyết không để mất một tấc đất, một mét vuông biển nào cho kẻ thù. Bất kể ai, bất kể một nước nào, dám đem tàu thuyền xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và phạm vi đường lưỡi bò, xâm phạm vào vùng 12 hải lý xung quanh 7 hòn đảo nhân tạo mà chúng tôi đã mất công bồi đắp ngoài Biển Đông thì đều bị bắt giữ, tịch thu, trừng phạt hoặc có thể bị đánh sập. Đó là lời phát biểu mạnh miệng của bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình. Còn tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết,
trong một cuộc họp báo gấp vào chiều ngày hôm qua ở thủ đô Bắc Kinh sau khi 3 chiếc máy bay của phía Trung Quốc bị bắn cháy ở ngoài Biển Đông do Hải quân Anh gây ra. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng nói với truyền thông của Bắc Kinh và truyền thông của quốc tế rằng tình hình Biển Đông hiện giờ đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan, đặc biệt là các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga và Australia, cũng như một số nước khác ở khu vực Đông Nam Á, hãy tôn trọng Trung Quốc, tôn trọng luật pháp của Bắc Kinh và luật pháp của quốc tế, đặc biệt là tôn trọng phạm vi đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc đã cho cắm mốc, đo đạc ở ngoài Biển Đông, được tất cả các nước trên thế giới này thừa nhận. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao của Anh cũng như Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của các nước kể trên phải nhanh chóng cho rút toàn bộ tàu sân bay USS, tàu khu trục, tàu chiến, tàu đánh cá ra khỏi vùng biển nói trên của phía Trung Quốc. Chúng tôi chính thức tuyên bố rằng hành động của tàu chiến Anh ngày hôm qua là vi phạm nghiêm trọng đến chủ quyền, quyền tài phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Anh bồi thường thiệt hại, nếu không Bắc Kinh sẽ có những biện pháp cứng rắn để đáp trả mạnh mẽ và khi đó nước Anh sẽ phải hứng chịu những đòn trả đũa mạnh tay. Thưa quý vị, theo hãng tin CNN của Mỹ cho biết trong thời gian vừa qua, tàu sân bay, tàu tuần duyên, tàu khu trục, tàu trinh sát và máy bay ném bom, máy bay chiến đấu của Mỹ, của Italia, của Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã thay phiên nhau thường xuyên xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để thách thức chủ quyền vô lý của phía Trung Quốc. Đồng thời răn đe chính quyền ông Tập Cận Bình để bảo vệ đồng minh, bảo vệ các đối tác chiến lược trong khu vực Đông Nam Á. Đúng như lời cam kết trước đây của chính phủ Mỹ cũng như các nước lớn trên thế giới là bảo vệ các nước trong khu vực bảo vệ tuyến hàng hải bận rộn bậc nhất trên thế giới ở Biển Đông. Trước những mối đe dọa xâm lăng từ phía Bắc Kinh, thưa quý vị, ngay tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc, đặt ra câu hỏi rằng trên thế giới, Mỹ hoặc Triều Tiên đánh Trung Quốc là điều đương nhiên và khỏi bàn rồi. Nhưng sao bây giờ lại đến lượt các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italia và Tây Ban Nha ra tay chỉnh trị Trung Quốc? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, hiện châu Âu nói chung và các nước như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức nói riêng đang rất căm phẫn phía Trung Quốc bởi vì những nước này đang phải gánh chịu một hậu quả đau thương do con virus mang tên Vũ Hán gây ra. Con virus nói trên nó không những làm tê liệt châu Âu mà còn hủy hoại, làm đảo lộn tất cả nhịp sống ở hầu hết các nước thuộc châu lục này. Cho nên Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Hà Lan trong những ngày vừa qua, họ đã rất tức giận với phía Trung Quốc. Các nước trên liên tục chỉ trích và muốn ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Tờ báo của Nhật Bản còn cho biết, thiệt hại do virus mang tên Vũ Hán gây ra cho châu Âu không thể nào đong đếm được bởi hiện tại châu lục này đang phải gồng mình lên để chống đỡ với cả đại dịch. Các nước như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha cho rằng sau khi khống chế được đại dịch này, họ sẽ đồng loạt hỏi tội Trung Quốc vì ngay từ đầu họ cho rằng chính phủ của Bắc Kinh đã không ra thông báo rộng rãi cho cộng đồng thế giới biết về dịch bệnh. Chính phủ của Trung Quốc cũng đã không ra tay quyết liệt để sổng con virus mang tên Vũ Hán đi ra ngoài thế giới. Để bây giờ, nó mang ra rất nhiều đau thương cho nhân loại. Tính tới thời điểm hiện tại, trên thế giới đã có tổng cộng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông báo có người nhiễm con virus của Trung Quốc. Một sự thật hết sức đau lòng. Người ta chỉ tưởng tượng trong phim truyện. Ở trong những cuốn phim hủy diệt trước đây, người ta xem, chứ thực tế thì người ta không bao giờ tưởng tượng được ra nó sẽ có một ngày như hôm nay. Một con virus, một tác hại vô hình đã gây ra rất nhiều đau thương trên thế giới này cho những tháng vừa qua. Và hầu như rất nhiều ý kiến cũng như các nước trên thế giới ủng hộ Mỹ, ủng hộ các nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha hoặc Nhật Bản, Hàn Quốc sau đại dịch này sẽ ra tay trừ khử Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh. Bởi vì chỉ có như vậy mới đem lại bình yên cho thế giới. Tất cả tin tức liên quan tới tình hình Biển Đông, liên quan tới tình hình dịch bệnh hay chiến sự trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn vào bản tin kế tiếp. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!